Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn này các nhà vườn trồng hoa cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Dù biết tình hình kinh tế năm nay còn nhiều khó khăn, người tiêu dùng cũng thắt chặt chi tiêu hơn, thế nhưng các nhà vườn trồng mai vẫn quyết định tăng sản lượng và mang theo tinh thần lạc quan. Đó là thị trường mai Tết vẫn luôn có sức hút riêng mỗi độ Tết đến xuân về. Theo chia sẻ của các nhà vườn trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thì năm nay sản lượng hoa mai Tết cung ứng ra thị trường dự kiến sẽ tăng từ 30 đến 40%. Những năm trước, vườn nhà ông Thiện cung cấp ra thị trường tầm khoảng 5.000 cây mai thành phẩm phục vụ mùa Tết. Năm nay, theo đánh giá từ thị trường và đặt hàng của các thương lái, ông quyết định tăng thêm khoảng 1.500 cây mai nữa. Theo dự báo thì sẽ bán cung cấp cái mai bông cho miền Trung, miền Bắc nhiều hơn hàng năm mai ở miền bắc miền trung á do cái thời tiết nó khó trổ bông đạt vào cái dịp tết hơn ra là cái miền nam mình thì nó đảm bảo là cái về cái bông nó nở đẹp cái giá thành nó cũng rẻ hơn so với mai bình định chẳng hạn khoảng 50 phần trăm với những lợi thế về chất lượng cũng như giá cả nên năm nay nhiều nhà vườn trồng mai ở thành phố Hồ Chí Minh khá tự tin khi tăng sản lượng từ 1.000 đến 2.000 cây so với năm ngoái theo các nhà vườn một điểm cộng khác cho sự phát triển của cây mai ở thành phố Hồ Chí Minh còn là vì năm nay ít mưa hơn mọi năm. Cái thời tiết năm nay thì thấy cũng tương đối thuận thì hiện tại bây giờ cây vẫn còn xanh lá không đổ lá như mấy năm trước cây mà nó giữ bộ lá tốt thì nó cây nó khỏe thì cho ra, ra bông rất là đẹp. Sản lượng tăng nhưng về mặt giá cả để có thể bán được nhiều hàng phục vụ người dân chơi tết tiết kiệm thì so với mọi năm, giá bán cây mai được các nhà vườn cho biết sẽ giảm từ 10 đến 20%. Dự kiến vào khoảng đầu tháng chạp, các nhà vườn sẽ xuống lá cho cây mai để phục vụ kịp cho thị trường miền Bắc và đến giữa tháng chạp sẽ xuống lá phục vụ cho thị trường miền Nam.